thằng mua nó không cho. Thôi từ từ đã, cho ăn lên lại bính á, bính phải chứ bố. Chị Yến ơi, đang ở chỗ Hoa Phú Quốc đây. Yến đẹp ơi, đang ở chỗ Hoa Phú Quốc đây. Đang ở chỗ khu vui chơi giải trí nhà Hoa này. Đẹp lắm. Cao cấp. Đến đây chơi có mất đồng nào đâu. Hoa chị tài trợ hết. Chị Yến ơi, đến đây tài trợ hết, Hoa tài trợ hết, chả mất đồng nào. Con nhà mình đang ở đây khu vui chơi này bán 65 tỷ. Dạ mẹ Hương, mà có tiền mẹ Hương chơi luôn. Sao không mở được? Khu này bán 65 tỷ cả nhà. Ai mua liên hệ mẹ Hương cháu nhá, 0989 798686, để mẹ Hương kiếm hoa hồng nhá. Mua sữa cho em 65 tỷ, dài khoảng chiều rộng khoảng 20 mấy mét ấy. Dài 3 mấy mét đại khái vậy. Nếu ai mua có thể chú ý mua thì mẹ Hương cháu gửi số cho nhá. Ui dồi ôi, đẹp lắm cả nhà, ui dồi ôi, đẹp vô cùng, mỹ mãn luôn, đẹp quá đẹp quá đẹp quá. Chị Yến ơi đẹp không, nghe nói bán 60 tỷ. Em quay cho chị xem nhé. Để em quay cho chị xem nhé. Một mát đấy. Chiều dài bắt đầu từ chỗ khu vui chơi giải trí nhá. Đến ăn uống. Quên xin đây. Đường Nguyễn Văn Quá. Quay cho chị xem đường bắt đường Nguyễn Văn Quá. Em qua đường em quay cho cả nhà xem nhá. 65 tỷ mẹ Hương bán kiếm tiền hoa hồng. Ai mua được cho mẹ cháu tiền mua sữa nha. Ai mua được nhà này cho mẹ cháu tiền mua sữa nha. Ô 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